Vừa rồi là lễ chào cờ và quốc ca của Việt Nam và Philippines. Và bây giờ thì hai đội đang bắt tay nhau, bắt tay tổ trọng tài và chuẩn bị bước vào trận đầu ra quân của mình tại vòng đấu bảng của giải U22 vô địch Đông Nam Á năm 2019 trong khuôn khổ của bảng A. Ở bảng đấu này, những đối thủ lần lượt của đội tuyển U22 Việt Nam lần lượt sẽ là đội tuyển Philippines, U22 Philippines vào ngày hôm nay. Hai ngày sau, vào ngày 19 tháng 2, đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam là U22 Timor-Leste và ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra vào ngày 21 tháng 2 sẽ là trận chung kết của bảng đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta và đội tuyển U22 Thái Lan. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trận đấu này, chúng tôi xin được công bố đội hình xuất phát của hai đội. Bên phía đội tuyển U22 Việt Nam, Trấn Dương Công Thành là thủ môn mặc áo số 23 Phan Văn Biểu, cầu thủ số 2 Ngô Tùng Quốc, số 4 Nguyễn Văn Đạt, số 5 Trần Đức Nam, số 8 đội trưởng Trần Thanh Sơn, số 9 Lê Xuân Tú, số 10 Trần Bảo Toàn, số 15 Nguyễn Hữu Thắng, số 17 Phan Thanh Hậu, số 20 Bùi Hoàng Việt Anh và số 22 là Lê Văn Xuân. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22 Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Như vậy là trong đội hình ra sân của đội tuyển U22 Việt Nam ngày hôm nay đã có một số bất ngờ khi huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã không sử dụng những tiền vệ trung tâm. Gia lai đó là Trần Thanh Sơn, người mang đội trưởng trong trận đấu ngày hôm nay. Còn đây là đội hình ra sân của cao thủ U22 Philippines. Đội hình ra sân của họ gồm có cầu thủ áo số 1 Alexander Aquila, số 3 Michael Asong, số 8 Jeremiah Balongan, số 10 Dylan De Bruyker, số 28 Roland Sapreda, số 7 Dimitri Limbo, đội trưởng cũng là cầu thủ đáng chú ý nhất của U22 Philippines. Số 11 đó là Mark Anthony Winhofer, số 12 Jose Clarino, số 13 Ray Santiago, số 15 Lawrence Baguio và số 21 đó là William Grierson. Trọng tài điều khiển chính trận đấu ngày hôm nay là ông Khun Virak. Các trợ lý cho ông Khun Virak gồm có Pisan Kimsi và Nuhadi. Trọng tài thứ tư là ông Muni Ankathiri. Có thể thấy là nhiệt độ lúc này tại sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đang là rất cao, trời đang rất nắng. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn của đội tuyển U22 Việt Nam. Gương mặt, những nụ cười của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đủ để cho chúng ta hiểu rằng đây là trận đấu mà đội tuyển U22 Việt Nam rất thoải mái và tự tin vào việc sẽ giành chiến thắng và thậm chí là có thể thắng đậm trước cao thủ U22 của Philippines. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Ngày hôm qua cũng vào khung giờ này, vào khoảng 15 giờ thì đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập để làm quen với sân vận động Olympic, cũng là buổi tập duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tại Campuchia. Rõ ràng là việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo và trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này là điều mà cao thủ của chúng ta đã phải cố gắng để làm quen và thích nghi. Ở trong giai đoạn 2 chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á sau Tết Nguyên đán thì đội tuyển U22 Việt Nam đã tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh để cố gắng làm quen với điều kiện thời tiết nắng nóng mà chúng ta đang phải trải qua trên đất Campuchia. Đây là Lê Xuân Tú, cầu thủ sẽ thi đấu cao nhất trên hàng công của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Mục tiêu tại giải đấu này của đội tuyển U22 Việt Nam là lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng sau những thành công trong vòng hơn một năm vừa qua của bóng đá Việt Nam ở các cấp đội tuyển quốc gia khác nhau thì việc nếu như đội tuyển U22 Việt Nam đặt ra mục tiêu vô địch thì cũng không phải là một mục tiêu gì đó quá xa vời. Chắc chắn là thành công của các tuyến đội tuyển bóng đá Việt Nam trong năm qua sẽ tạo ra một áp lực không hề nhỏ đối với các cầu thủ U22 Việt Nam tranh tài tại giải năm nay. Văn Xuân. Đối thủ của đội tuyển U22 Việt Nam, các cầu thủ U22 của Philippines với nòng cốt phần lớn là những cầu thủ đang là sinh viên của các trường đại học của Philippines. Một số ít thi đấu cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của nước này.
và gương mặt đáng chú ý duy nhất của đội tuyển U22 Philippines tranh tài tại giải năm nay, đó chính là đội trưởng tiền vệ Dimitri Klimbo, người đang thi đấu tại nước Anh nhưng là cho một đội bóng hạng 9. Rõ ràng thông tin về những đội bóng tham dự giải U22 Đông Nam Á năm nay, và đặc biệt là một đội bóng ít tham dự các giải đấu trẻ trong khu vực cũng như trong châu lục như Philippines là rất khó. Dimitri Klimbo là cầu thủ đáng chú ý nhất mà báo chí của Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực có thể tìm đến để khi nói về đội tuyển U22 Philippines. Một tình huống phạm lỗi, đây là Nguyễn Hữu Thắng, một trong những cầu thủ sẽ lĩnh vai trò để tạo ra một lối chơi sáng tạo cho đội tuyển U22 Việt Nam. Nguyễn Hữu Thắng là trụ cột của các đội bóng trẻ của Viettel và cũng đã để lại khá nhiều ấn tượng tại giải U16 châu Á năm 2016 cũng như tại giải U19 châu Á năm ngoái trong áo đội tuyển U19 Việt Nam. Đó là pha giật gót kỹ thuật của Hữu Thắng cho Lê Xuân Tú. Xuân Tú là một cầu thủ có thể thi đấu ở cả vị trí tiền đạo cắm cũng như thi đấu ở biên. Và khi thi đấu ở ngoài biên thì cầu thủ này rất hay bó vào trong để thực hiện những pha băng cắt dứt điểm. Tại giải U19 châu Á năm ngoái thì Xuân Tú đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển U22 Hàn Quốc, U19 Hàn Quốc ở trong một tình huống như vậy. Những phút đầu tiên của trận đấu thì thế trận đang diễn ra ở tốc độ trung bình. Cao thủ của cả U22 Việt Nam cũng như Philippines có lẽ là vẫn cần một chút thời gian để làm quen với nhịp độ của trận đấu và làm quen với mặt sân. Ở trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết U22 Đông Nam Á thì đội tuyển U22 Việt Nam đã thi đấu giao hữu cũng như đấu tập với một số đội bóng như câu lạc bộ Phù Đồng của Hà Nội, hay đội sinh viên Hàn Quốc, hay câu lạc bộ Ulsan Hyundai của Hàn Quốc, và chúng ta thi đấu ở trên nhiều mặt sân khác nhau. Trong trận đấu cuối cùng thì đội tuyển U22 Việt Nam có trận hòa 1-1 với câu lạc bộ Sài Gòn. Đó là trận đấu mà chúng ta thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo ở thành phố Hồ Chí Minh. Cao thủ áo đỏ đang là người kiểm soát bóng tốt hơn. Điểm cộng duy nhất của cao thủ U22 Philippines so với đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta có lẽ là ở chiều cao. Đúng là với một đội bóng mà có nhiều cầu thủ được gọi về từ châu Âu, những cầu thủ được trưởng thành ở các môi trường ở châu Âu hay ở Mỹ, thì chiều cao chính là điểm mạnh của cao thủ Philippines. Và bản thân đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải đấu năm nay cũng không phải là một đội bóng có chiều cao quá tốt. Những cầu thủ có chiều cao tốt nhất của chúng ta nằm ở hàng phòng ngự. Và trên hàng công thì những cầu thủ như Lê Văn Xuân có chiều cao tương đối hạn chế. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta mới tham dự Asian Cup cũng là một trong những đội tuyển có chiều cao trung bình thấp nhất. Thế nhưng lối chơi hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng đã giúp cho đội tuyển Việt Nam vào tới vòng tứ kết dành cho 8 đội bóng mạnh nhất. Tình huống che người tốt của Hữu Thắng. Đó là đường truyền dành cho Lê Xuân Tú. Đúng là bóng trôi trên một mặt sân cỏ nhân tạo đi nhanh hơn thường lệ so với mặt cỏ tự nhiên và đang khiến cho cao thủ của U22 Việt Nam ít nhiều gặp khó khăn ở trong những phút đầu tiên. Sự khác biệt lớn nhất giữa mặt cỏ nhân tạo cũng như mặt cỏ tự nhiên có lẽ là độ nảy của trái bóng và tốc độ chuội. Hữu Thắng trong ít phút vừa qua đã tung ra khá nhiều những đường truyền sáng tạo về hai biên dành cho Lê Văn Xuân cũng như Lê Xuân Tú. Tuy nhiên các đồng đội của anh thì vẫn chưa thể đón được những đường truyền này.
Sẽ có một tình huống phạt góc dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Hữu Thắng đang là tâm điểm trên đường tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam. Một tình huống khá nguy hiểm. Và đá phạt góc của Trần Bảo Toàn. Vẫn là Bảo Toàn. Trần Thanh Sơn. Văn Xuân. Đội tuyển U22 Việt Nam đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với khả năng cầm bóng tốt của tuyến giữa. Đó là pha tạt bóng của Văn Xuân. Bóng đang tập trung khá nhiều ở bên cánh trái của đội tuyển U22 Việt Nam. Thanh Sơn. Đội tuyển U22 Việt Nam đang cố gắng để thực hiện những đường phối hợp thật nhanh. Cơ hội. Đó là cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên mà cầu thủ áo đỏ đã tạo ra được trong trận đấu ngày hôm nay. Và đó là cú ra chân của số 15 Nguyễn Hữu Thắng. Hữu Thắng đang là tâm điểm ở trong những phút đầu tiên của trận đấu. Không chỉ thực hiện những đường truyền có nhãn quan chiến thuật tốt mà Hữu Thắng đang có được những cơ hội. Đây là pha phối hợp nhanh ở trung lộ trước khi được triển khai sang biên phải. Với một đường tạt bóng của Ngô Tùng Quốc. Hiệp 1 của trận đấu đã bước sang phút thứ 10. Đội tuyển U22 Việt Nam đang là những người kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, trong các pha phối hợp quyết định xâm nhập vòng cấm và dứt điểm thì các cầu thủ áo đỏ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành tốt và chưa có được bàn thắng mở tỷ số. Kể từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài nước chủ nhà, trọng tài Khun Virak, thì bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U22 Philippines. Bảo Toàn. Trong số các tiền vệ của đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt trên sân thì đội trưởng Thanh Sơn là người đá thấp nhất. Thanh Sơn. Tất cả các cầu thủ áo trắng đã lùi về bên phần sân nhà để bảo toàn cho khung thành của thủ môn A Song. Bảo Toàn. Trước một đối thủ có chiều cao khá tốt như thế này thì bóng bổng không phải là sự lựa chọn sáng suốt của cầu trò huấn luyện viên Quốc Tuấn. Văn Xuân! Một tình huống phản xạ tốt của thủ môn Michael Nasong. Cú dứt điểm của Văn Xuân có lẽ bóng đã chạm chân một cầu thủ khác và đổi hướng. Nhưng thủ môn Michael Nasong vẫn kịp thời cản phá để cứu thua cho cầu thủ U22 Philippines. Đó là tình huống nguy hiểm đáng chú ý thứ hai mà đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đã tạo ra. Người thực hiện quả phạt góc là một cái tên rất quen thuộc, đó là Phan Thanh Hậu. Một cú sút thẳng. Cú sút thẳng từ vị trí đá phạt góc của Phan Thanh Hậu và người đánh đầu phá bóng ra đó là hậu vệ Jordan Jarvis. Tiếp tục là quả tạt của Phan Thanh Hậu. Đội tuyển U22 Việt Nam đang sử dụng rất nhiều những đường tạt bóng đến từ hai biên. Lần lượt Thanh Hậu, Tùng Quốc đã thực hiện rất nhiều những đường tạt bóng như vậy. Còn đây là cú dứt điểm trước đó của Lê Văn Xuân. Một tình huống mà Văn Xuân đã chủ động thực hiện một cú đặt lòng. Tuy nhiên bóng không đủ lực và cũng chưa đủ hiểm hóc để có thể gây ra khó khăn cho thủ thành Michael Nasong của đội tuyển U22 Philippines. Tại giải U19 châu Á năm ngoái thì Văn Xuân thường được huấn luyện viên của đội tuyển U19 Việt Nam sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thế nhưng ngày hôm nay thì Văn Xuân
đang thi đấu nhiều hơn ở bên phía cánh trái. Trong khi Trần Thanh Sơn đang là người chơi thấp nhất ở trên hàng tiền vệ của đội tuyển U22 Việt Nam. Việc khống chế bóng bước 1 ở trên mặt sân cỏ nhân tạo rõ ràng là đang mang tới ít nhiều sự khó khăn dành cho các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam. Đó là lý do mà những pha phối hợp của chúng ta kể từ đầu trận đến giờ chưa có được sự nhuần nhuyễn cũng như những sự chính xác ở mức độ cao nhất. Dù cầu thủ đã rất cố gắng để thực hiện những tình huống phối hợp nhanh và tốc độ ở khu vực trung lộ. Đó là một trong số những phương án mà chúng ta đã tính tới để có thể vượt qua hàng phòng ngự với số đông của cao thủ U22 Philippines. Pha thanh hậu. Với một thế trận như thế này thì có lẽ bàn thắng đến với đội tuyển U22 Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiếp tục là một tình huống phá bóng an toàn nữa của Jarvis. Trước một đối thủ và đặc biệt là hàng phòng ngự có những cầu thủ rất to cao như U22 của Philippines, đội tuyển U22 Việt Nam cần phải phát huy tối đa khả năng chơi bóng kỹ thuật, bắn bật bóng ngắn ở tốc độ nhanh để có thể xuyên thủng mảnh lưới của đối phương. Và những giải pháp như Văn Xuân thực hiện trước đó, đó là những cú sút xa, cũng là một phương án mà cao thủ của chúng ta có thể tính tới. Đúng là không dễ để có thể phối hợp bóng ngắn trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng từng thi đấu trên sân Phnom Penh. Đó là tại vòng loại của Asian Cup 2019 gặp đội tuyển chủ nhà Campuchia. Và trong trận đấu đó thì chúng ta cũng đã phải rất khó khăn mới có thể vượt qua được đội chủ nhà với tỷ số 2-1. Xuân Tú. Pha tạt bóng của Hữu Thắng. Đến thời điểm này thì các cầu thủ U22 của Philippines chưa tạo ra được một pha bóng nào thực sự đáng chú ý về phía khung thành của thủ môn Phan Văn Biểu. Trụ phòng cắm của đội tuyển U22 Philippines đó là Winhofer cũng như là tiền vệ đội trưởng Limbo. Chưa có được một tình huống phối hợp nào và một tình huống dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Phan Văn Biểu. Điều đó cũng khá dễ hiểu khi mà hàng tiền vệ của đội tuyển U22 Việt Nam đang kiểm soát bóng rất tốt. Những cầu thủ kỹ thuật ở giữa sân của chúng ta như Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu hay Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang làm tốt phần việc của mình. Khá bất ngờ khi huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã không sử dụng những cầu thủ có thể nói là nhiều kinh nghiệm ở khu vực giữa sân của chúng ta như Lương Hoàng Nam hay Bùi Tiến Dũng. Đó là một trong số ít những cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League cũng như ở các giải đấu lớn như U20 World Cup hay U19 châu Á. Tùng Quốc. Để nói về kinh nghiệm thi đấu tại V-League thì Ngô Tùng Quốc, cầu thủ đang chơi ở biên phải của đội tuyển U22 Việt Nam, chính là một trong những cầu thủ được thi đấu nhiều nhất ở mùa giải 2018. Cầu thủ này đã có trên 20 trận đấu thi đấu cho xổ số Kiên Thiết Cần Thơ tại V-League 2018 và thậm chí đã được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Rất hay. Xuân Tú. Pha cắt ngang của Xuân Tú. Nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng thì lại không thật sự chính xác. Vừa
Vừa rồi có thể nói là tình huống phối hợp hay nhất của đội tuyển U22 Việt Nam kể từ đầu trận đấu đến bây giờ. Đội tuyển U22 Việt Nam đang cố gắng triển khai bóng một cách thật đa dạng ở cả hai biên. Bởi thực tế thì chúng ta đều có những tiền vệ biên tương đối tốt. Khánh Sơn. Và là pha tạt bóng của Ngô Tùng Quốc. Cơ hội. Không vào. Vừa rồi là một sai lầm rất ngớ ngẩn của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển U22 Philippines. Một tình huống phá hụt bóng của Jarvis. Không hiểu sao là trong cơ hội ngon ăn như vừa rồi, bàn thắng vẫn chưa tới với đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Gần một nửa thời gian của hiệp 1 trận đấu đang chuẩn bị trôi qua. Sức ép mà đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta tạo ra ngày một lớn hơn. Nhưng khâu dứt điểm cho đến thời điểm này đang là một bài toán đối với huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Và một lần nữa người thực hiện quả đá phạt cho U22 Việt Nam lại là Phan Thanh Hậu. Tiếp tục một quả phạt góc nữa ở bên cánh đối diện dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Vừa rồi là tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ Nguyễn Văn Đạt. Nguyễn Văn Đạt cũng như người đá cặp với anh ở hàng phòng ngự Bùi Hoàng Việt Anh là những cầu thủ khá có duyên mỗi khi lên tham gia tấn công. Cú đá. Tình huống dứt điểm hụt của Nguyễn Văn Đạt. Hai tình huống đá phạt góc liên tiếp và cơ hội đến với số 4 của đội tuyển U22 Việt Nam. Trước một đối thủ không được đánh giá cao, nhưng đang có một chút vấn đề về mặt tâm lý, đặc biệt là trong những tình huống dứt điểm của cầu thủ U22 Việt Nam. Ngay cả những tình huống không bị cầu thủ nào áo trắng áp sát, nhưng những tình huống tiếp xúc bóng vẫn không chuẩn và không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm và có thể mang tới bàn thắng cho đội tuyển của chúng ta. Quả ném biên thuộc về U22 Philippines. Phút thứ 20, hiệp 1 của trận đấu đầu tiên giải U22 vô địch Đông Nam Á năm 2019 và tỷ số vẫn đang là 0-0. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội bị bỏ lỡ thực sự khó tin của Bảo Toàn. Xuân Tú. Được chuyển sửa lưng đồng đội là của Hữu Thắng. Tùng Quốc. Tùng Quốc và Minh Bình là những cầu thủ phải chờ tới những giây phút cuối cùng mới biết mình có tên trong danh sách 2-3 cầu thủ đến Campuchia hay không. Vì đây là những cầu thủ đã bị chấn thương và đều phải tập riêng trong quãng thời gian tập luyện tại Việt Nam trước khi sang Campuchia tham dự giải. Thanh Sơn. Bóng có lẽ đã chạm tay cầu thủ của chúng ta. Tuy nhiên trọng tài đã không bắt tình huống đó. Cầu thủ đã để bóng chạm tay có lẽ là Văn Xuân. Văn Xuân. Thanh Sơn. Quyết định Susa. Bóng đã chạm chân một hậu vệ bên phía đội tuyển U22 Philippines và lực đã giảm đi rất nhiều, không có gì khó khăn đối với thủ môn Asong. Một đối thủ mà chỉ mới có thời gian tập luyện cùng nhau khoảng 2 tuần và phần lớn là cầu thủ là sinh viên của các trường đại học tại Philippines và đang giữ được sạch lưới trước đội tuyển U22 Việt Nam đến thời điểm này. Thì đây có thể được coi là một kết quả thành công đối với cầu thủ U22 Philippines. Tùng Quốc. Thanh Hậu. Tình huống để mất bóng khá vô duyên. Vẫn là cầu thủ U22 Việt Nam. Và sẽ có quả đá phạt cho U22 Việt Nam của chúng ta.
Hữu Thắng đang di chuyển rất rộng ở trên khắp mặt sân. Ở trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên thì cầu thủ mặc áo số 15 này thường có mặt ở bên cánh trái, còn bây giờ thì anh đã di chuyển rất rộng để có thể tổ chức những pha tấn công dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Pha tạt bóng của Thanh Hậu. Có lẽ là vừa rồi trọng tài đã bắt lỗi đẩy người của cầu thủ bên phía đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là thời điểm một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp một trận đấu đã trôi qua. Tỷ số trên sân vận động quốc gia của Campuchia vẫn đang là đội tuyển U22 Việt Nam 0 và đội tuyển U22 Philippines 0. Thế trận là rất chênh lệch. Tuy nhiên về độ sắc, về hiệu quả trong những pha dứt điểm thì các cầu thủ của chúng ta chưa thể hiện được nhiều hơn so với đối thủ. Xuân Tú, Văn Xuân. Pha lấy bóng thành công của Thanh Sơn. Tùng Quốc. Vừa rồi Tùng Quốc đã không thể vượt qua được sự bọc lót của hai cầu thủ bên phía đội tuyển U22 Philippines. Đó là hậu vệ cánh phải Bagulo và trung vệ Jarvis. Bùi Hoàng Việt Anh cũng như Nguyễn Văn Đạt gần như chưa phải làm việc nhiều ở trong nửa thời gian đầu tiên của hiệp 1 trận đấu. Cặp trung vệ của chúng ta cũng như thủ môn Phan Văn Biểu đang là những người nhàn hạ nhất ở trên sân vào thời điểm này. Trái bóng chủ yếu lan bên phần sân của cao thủ U22 Philippines. Thành Hậu. Cao thủ U22 Philippines áp sát khá khó chịu ở khu vực giữa sân. Đó là đường chuyền dài chưa thực sự chính xác của Hữu Thắng dành cho Lê Văn Xuân. Văn Xuân cũng đang hoạt động rất tích cực ở bên cánh trái cùng với Lê Xuân Tú. Thủ thành A Song, khung thành của đội tuyển U22 Philippines đang bị chói nắng. Và giải pháp sút xa cũng là một giải pháp mà chúng ta hoàn toàn có thể tính tới. Trước đó trong cú đá của Lê Văn Xuân thì thủ thành A Song đã ít nhiều bị giật mình. Và đó cũng là lý do để Trần Thanh Sơn sau đó thực hiện một cú đá từ khoảng cách còn xa hơn thế. Nhưng phải nói rằng để thực hiện được những cú sút xa ở thời điểm này cũng là không dễ đối với đội tuyển U22 Việt Nam, khi mà U22 Philippines đang khóa chặt khu vực trung lộ. Tùng Quốc. Vừa rồi có lẽ trọng tài đã bắt lỗi việt vị đối với Bảo Toàn. Bảo Toàn là người có cơ hội thuận lợi nhất để mở tỷ số cho đội tuyển U22 Việt Nam sau một tình huống bất cẩn của hàng phòng ngự bên phía U22 Philippines. Có nhiều thời gian, có nhiều góc sút để Bảo Toàn lựa chọn, nhưng anh lại sút vào đúng vị trí của thủ môn A Song. Như vậy là trọng tài chính của trận đấu đã cho cao thủ có thời gian để tiếp nước, hay chúng ta vẫn gọi là áp dụng luật cooling break. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì việc tiếp nước ở giữa hiệp đấu là điều hết sức cần thiết dành cho cao thủ. Ra sân trong điều kiện thời tiết nắng nóng 33 đến 35 độ C và lúc 15 giờ chiều, 16 giờ chiều như thế này là một thách thức không nhỏ đối với các cầu thủ trẻ của đội tuyển U22 Việt Nam cũng như U22 Philippines. Đã có khá đông các cổ động viên của U22 Việt Nam có mặt
để động viên cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Và chúng ta nếu để ý thì trong những tình huống tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam, những tiếng reo hò vẫn thường xuất hiện. Và đó sẽ là động lực để các cầu thủ áo đỏ thi đấu nỗ lực hơn nữa để có thể sớm mang về bàn thắng và giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam có được sự khởi đầu thuận lợi tại giải U22 Đông Nam Á. Nếu để tìm ra một đối thủ mà đội tuyển U22 Philippines muốn giành chiến thắng nhất ở giải đấu này thì đó chính là đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Như chúng ta đã biết là ở thời điểm cuối năm 2018 và đầu năm 2019 thì đội tuyển quốc gia Philippines trong 3 lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam đều phải nhận thất bại. Trong đó có những thất bại tại bán kết lượt đi và bán kết lượt về của giải vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup năm 2018 và ngay cả ở trận giao hữu tại Qatar trước khi tham dự vòng chung kết của Asian Cup năm 2019 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì đội tuyển Philippines khi đó có lực lượng mạnh nhất khi các đội bóng tại châu Âu và tại Thái Lan nhả quân về cho đội tuyển quốc gia. Thì các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Philippines vẫn phải nhận thất bại trước thầy trò Park Hang-seo. Và đương nhiên ở trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ U22 Philippines sẽ rất muốn có được kết quả thuận lợi, ít nhất là một kết quả hòa trước đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Nhưng nhìn vào thế trận ở trên sân đến thời điểm này thì việc các cầu thủ U22 Philippines nếu có được kết quả hòa cũng chẳng khác gì là một chiến thắng trước đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Một trong những tình huống lên bóng hiếm hoi của các cầu thủ U22 Philippines. Cú chạm bóng cuối cùng là của trung vệ Travis. Chỉ có việc có được lợi thế dẫn bàn mới có thể giúp cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cảm thấy hài lòng khi kết thúc hiệp 1 của trận đấu này. Đây đã là phút thứ 30. Và đến lúc này thì chúng ta đang thấy những nét mặt không còn được tươi như ở những phút đầu trận nữa của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Tuấn Quốc. Lại tiếp tục là những tình huống tạt bóng. Đánh đầu. Lần này người dứt điểm bên phía đội tuyển U22 Việt Nam là cầu thủ mang áo số 6. Cầu thủ mang áo số 5 đó là Trần Đức Nam. Trần Đức Nam chính là chân sút số 2 của câu lạc bộ Hà Nội B tại giải hạng nhất quốc gia 2018 với 7 bàn thắng. Hiện tại thì câu lạc bộ Hà Nội B đã được đổi tên và được chuyển vào Hà Tĩnh, đổi tên thành câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và đây cũng là một đội bóng đóng góp rất nhiều tuyển thủ cho đội tuyển U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ngoài Trần Đức Nam, trong đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Việt Nam ngày hôm nay còn có những cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như Lê Xuân Tú hay Bùi Hoàng Việt Anh. Không thể vượt qua được Ngô Tùng Quốc. Văn Đạt. Trước đây thì giải bóng đá U22 Đông Nam Á đã từng được tổ chức, nhưng khi đó dành cho các cầu thủ ở lứa tuổi U23. Một tình huống mà trọng tài đã bắt lỗi việt vị của các cầu thủ U22 Việt Nam. Giải đấu đầu tiên dành cho các cầu thủ lứa tuổi U23 của Đông Nam Á được tổ chức đó là vào năm 2005. Và giải đấu năm đó thì Thái Lan
là đội đã giành được chiếc vô địch. Năm đó thì đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta không tham dự. Đội tuyển U23 Thái Lan tại giải đấu 2005 đã giành chiếc vô địch một cách đầy thuyết phục với thắng lợi 3-0 trước đội tuyển U23 của Singapore ở trong trận chung kết. Thậm chí ở bán kết thì họ còn vượt qua U23 của Malaysia với tỷ số đậm lên tới 7-0. Tình huống xoay người không thành công của Lê Xuân Tú. Bóng thuộc về đội tuyển U22 Việt Nam. Thanh Hậu. Một đường chuyền hỏng của Thanh Hậu. Cao thủ của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn với những tình huống phối hợp nhanh. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cầu thủ mang áo số 7, đội trưởng của đội tuyển U22 Philippines, đó là Dimitri Limbo, cầu thủ đáng chú ý nhất của họ xuất hiện. Kể từ đầu trận thì Limbo gần như không có được khoảng trống nào và cũng không có được cơ hội nào để có thể tung ra được những cú dứt điểm nguy hiểm. Quan Xuân. Trước khi trận đấu diễn ra, có lẽ là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò cũng không nghĩ rằng là đến thời điểm này U22 Việt Nam vẫn chưa thể có được bàn thắng vào lưới của U22 Philippines. Tất cả các trận đấu tại vòng bảng của giải U22 vô địch Đông Nam Á năm 2019 đều diễn ra vào các khung giờ 15:30 và 18:30. Ngày hôm nay diễn ra hai trận đấu đầu tiên của bảng A và ngày mai sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của bảng B. Bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển U22 chủ nhà Campuchia, U22 Myanmar, U22 Malaysia và U22 Indonesia. Nguy hiểm! Một tình huống sai lầm của thủ môn A Song và lần này người bỏ lỡ cơ hội là Xuân Tú. Hàng phòng ngự của đội tuyển Philippines đã mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn, nhưng các chân sút cao thủ áo đỏ của đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đều đã bỏ lỡ cơ hội. Trong tình huống vừa rồi thì có thể là Xuân Tú hơi bị giật mình, nhưng trong tình huống trước đó thì thực sự là một cú dứt điểm quá vô duyên của Bảo Toàn. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội vừa được dành cho Xuân Tú. Một pha chọn vị trí phán đoán điểm rơi không tốt của thủ môn A Song. Bóng đã chạm đầu của Xuân Tú nhưng không đi vào trong khung thành của U22 Philippines. Pha Thanh Hậu. Vẫn là pha Thanh Hậu. Cú phá bóng đầy dứt khoát của hậu vệ cánh Bagulo. Ở hàng phòng ngự của U22 Philippines thì Bagulo cùng với Jarvis đang là hai cầu thủ thi đấu nổi bật hơn cả. Tùng Quốc. Bảo Toàn. Có lẽ là bên ngoài sân, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đang hối thúc học trò là cần phải đẩy cao tốc độ của trận đấu để có được lợi thế dẫn bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Văn Xuân. Ném biên cho U22 Việt Nam. Một bàn thắng vào lúc này sẽ giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam dễ đá hơn rất nhiều. Bàn thắng sẽ giúp cao thủ của chúng ta cởi bỏ được tâm lý căng cứng. Đó là tình huống đánh đầu ngược của Trần Đức Nam. Hàng phòng ngự của đội tuyển Philippines có thể nói là vẫn có những cầu thủ phần nào đó là nghiệp dư và những tình huống phá bóng hụt, những pha đón bóng hụt như của thủ môn A Song trước đó là một minh chứng. Chỉ đáng tiếc là đến lúc này các tiền đạo của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa thể tận dụng được những cơ hội mà mình có được. Gương mặt khá sốt ruột của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn khi mà sau hơn 30 phút thi đấu, thời gian của hiệp 1 cũng gần khép lại thì lúc này đội tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa có được bàn thắng dẫn trước cao thủ U22 Philippines.
Một thế trận vượt trội là điều mà cao thủ của chúng ta đã tạo ra. Cũng đã có rất nhiều cơ hội. Nhưng đến lúc này thì các cầu thủ mặc áo đỏ, các tiền đạo của chúng ta vẫn chưa thể tận dụng được. Bóng thuộc về đội tuyển U22 Việt Nam, Bảo Toàn. Và đi bóng của Thanh Hậu. Lần này thì thủ môn A Sông đã đón bóng một cách chính xác hơn. Nếu không thì cơ hội đã lại đến với cao thủ U22 Việt Nam nữa. Đường chuyền dài dành cho, đây là Văn Xuân. Những pha đưa bóng vào trong của cao thủ đá biên của chúng ta vẫn chưa thực sự chất lượng. Ở trong tình huống trước đó thì Phan Thanh Hậu cũng đã rất nỗ lực để thực hiện một pha đi bóng và căng ngang. Và vừa rồi thì Văn Xuân cũng đã nỗ lực để thực hiện một tình huống đưa bóng vào trong dành cho các tiền đạo của đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là khoảng trống dành cho Bồ Lan Can. Đó là một quyết định sút thẳng, một quyết định khá táo bạo và bất ngờ. Nhưng cả lực và về độ hiểm hóc thì lại quá thấp. Cú dứt điểm đầu tiên của tiền vệ cánh phải bên phía đội tuyển U22 Philippines trong trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ thời gian đá bù giờ của hiệp một trận đấu này cũng không nhiều. Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối và đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đang bế tắc để tìm kiếm mảnh lưới của thủ thành A Sông. Rất hay, Bảo Toàn. Đường chuyền vừa rồi là của Tùng Quốc. Sẽ có pha đá phạt góc dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Nếu xét về những tình huống tạt bóng thì Tùng Quốc đang là người làm tốt nhất cho đến lúc này bên phía đội tuyển U22 Việt Nam. Tùng Quốc đã được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá khá cao với những tình huống leo biên tấn công, những pha tạt bóng. Và đến lúc này thì cầu thủ mang áo số 2 của đội tuyển U22 Việt Nam đang chứng minh được thế mạnh của mình với những tình huống leo biên. Hữu Thắng sẽ là người đá phạt góc. Bóng chạm một cầu thủ của U22 Philippines. Đó là tình huống nỗ lực của Lê Xuân Tú. Đánh đầu. Cú dứt điểm vẫn không vào. Thật khó tin khi đến lúc này hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Philippines vẫn chưa bị thủng lưới. Vừa rồi tình huống ngả người dứt điểm rất đẹp mắt là của Đức Nam. Đó là tình huống mà thủ môn A Sông đã đứng chôn chân, nhưng hậu vệ của đội tuyển U22 Philippines lại có mặt đúng vị trí để giải nguy. Người đang có nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương nhất bên phía U22 Việt Nam đó chính là Đức Nam. Nhưng cơ hội nguy hiểm thực sự nhất lại thuộc về Bảo Toàn. Thanh Sơn. Văn Đạt. Không biết là trong quãng thời gian ít ỏi còn lại của hiệp 1, cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta sẽ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước hay không. Việt Anh. Đường chuyền không chính xác tới vị trí của Tùng Quốc. Hai
hai cầu thủ đá ở biên của chúng ta đó là Tùng Quốc và Lê Văn Xuân. Rất ít khi phải lùi về để tham gia phòng ngự. Nhiệm vụ chủ yếu của hai cầu thủ này đó là thực hiện những pha tạt bóng, những tình huống phối hợp ở biên để tạo nên những pha tấn công dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Mười một cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt trên sân thì có tới 4 cầu thủ đã có những cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng chưa thể có nổi một bàn thắng. Những cầu thủ đã có những cơ hội nguy hiểm gồm có Bảo Toàn, Đức Nam, Xuân Tú và kể cả hậu vệ cánh Văn Xuân. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho U22 Việt Nam. Quyết định phá bóng chịu quả phạt góc là của hậu vệ cánh Bagulo. Tùng Quốc. Tiền vệ Bolangan cũng đã lùi về rất sâu để hỗ trợ cho phòng ngự áo trắng. Và lại thêm một quả phạt góc nữa. Cao thủ của U22 Philippines đang hiểu rõ được sự nguy hiểm từ những tình huống tạt bóng của Tùng Quốc. Và đang làm mọi cách để có thể ngăn cản số 2 của chúng ta thực hiện những tình huống đưa bóng vào trong. Không thể có cơ hội đánh đầu. Thêm một tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ Văn Đạt. Những cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển U22 Việt Nam đang đến từ những pha bóng phạt góc. Chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi thì hiệp 1 của trận đấu sẽ khép lại. Vẫn là một thế trận vượt trội dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Thế nhưng điều đó lại chưa được cụ thể hóa ở trên bảng tỷ số. Khi mà đến lúc này, cao thủ của chúng ta vẫn chỉ có được kết quả hòa không đều trước cao thủ Philippines. Tình huống lấy bóng hay của Lê Văn Xuân. Xuân Tú. Những pha bóng lộn xộn ở phía trước khung thành của đội tuyển U22 Philippines. Thế nhưng cuối cùng nó lại kết thúc bằng một tình huống phạm lỗi của một cầu thủ bên phía đội tuyển U22 Việt Nam. Cao thủ như Winhofer, những cầu thủ đáng chú ý nhất của U22 Philippines, cũng đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Và đó là lý do khiến cho cao thủ áo trắng cho đến lúc này vẫn giữ được sạch lưới. Thủ thành A Song bên phía đội tuyển U22 Philippines có lẽ là người làm việc vất vả nhất và cũng xuất hiện nhiều nhất kể từ đầu trận đấu đến bây giờ. Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 2 phút bù giờ. Những nỗ lực cuối cùng trong hiệp 1 của đội tuyển U22 Việt Nam. Bảo Toàn. Đức Nam. Tình huống khống chế không thực sự gọn gàng của Đức Nam. Lại là Bảo Toàn. Áp lực trong những phút cuối của hiệp 1 đang được đội tuyển U22 Việt Nam dồn về phía khung thành U22 Philippines. Thanh Hậu. Khoảng trống. Những tình huống xử lý, những tình huống phối hợp giữa Thanh Hậu và Bảo Toàn vẫn chưa thể kết thúc với một pha đưa bóng vào trong một cách chính xác dành cho những cầu thủ như Xuân Tú hay Trần Đức Nam. Nhiều khả năng thì hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa không đều. Và chắc chắn là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ phải có những điều chỉnh cho các học trò. Có thể sẽ là những điều chỉnh ở trên hàng công bởi đội tuyển U22 Việt Nam đang gặp khó với những tình huống dứt điểm cuối cùng. Những chân sút của chúng ta chưa có được phong độ tốt nhất và cảm giác tốt nhất.
hữu thắng. Như vậy là trọng tài chính Khun Virak đã nổ hồi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Philippines. Một trận đấu mà quyền kiểm soát hoàn toàn thuộc về bên phía cầu thủ đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên những pha dứt điểm chưa thực sự chính xác của các tiền đạo trên hàng công như Xuân Tú đã khiến cho chúng ta chưa thể có được bàn thắng dẫn trước ở trong hiệp 1. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với hiệp 2 trận đấu giữa cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Philippines. Như vậy là chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là đầu hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chưa có sự điều chỉnh nào về mặt nhân sự. Nhưng chắc chắn là trong giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp đã có rất nhiều những sự căn dặn của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đối với các học trò của mình. Trong khi đó thì đối với đội tuyển U22 Philippines, việc giữ được sạch lưới, có được kết quả hòa trước đội tuyển U22 Việt Nam trong ngày 1 là một kết quả có lẽ nằm ngoài sự tính toán của huấn luyện viên San Vaclon và các học trò. Ở trong hiệp 2 của trận đấu thì đội tuyển U22 Việt Nam trong trang phục áo đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Lúc này thì thời tiết tại Phnom Penh, Campuchia vẫn đang là thời tiết vẫn đang rất nắng. Và nhiệt độ lúc này có lẽ cũng không khác nhiều so với thời điểm mà trận đấu mới diễn ra. Nhiệt độ trên 30 độ C, khoảng 33 đến 35 độ C. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu giữa cao thủ U22 Philippines và U22 Việt Nam đã chính thức được bắt đầu. Đây chắc chắn sẽ là một hiệp đấu mà đội tuyển U22 Việt Nam phải đề cao tốc độ chơi bóng hơn nữa so với 45 phút đầu tiên. Đức Nam. Sau khi trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Philippines kết thúc khoảng 1 tiếng đồng hồ, trận đấu còn lại ở lượt trận đầu tiên của bảng A giải U22 Đông Nam Á năm nay giữa đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Timor-Leste sẽ diễn ra. Và vào ngày mai sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên của bảng B vào lúc 15:30 là trận đấu giữa U22 Myanmar gặp U22 Indonesia, và vào lúc 18:30 chiều ngày mai sẽ là trận đấu giữa đội tuyển U22 chủ nhà Campuchia và U22 Malaysia. Các trận đấu của giải U22 Đông Nam Á năm 2019 đều được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6 và trên ứng dụng thể thao VTV Sports của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thanh Sơn, Minh Bình và Tùng Quốc là ba cầu thủ đã phải đối mặt với những chấn thương trước khi giải đấu khởi tranh. Nhưng ở trận đấu này thì chỉ có Thanh Sơn và Tùng Quốc là góp mặt, còn Minh Bình vẫn chỉ có tên trong danh sách dự bị. Thủ thành A Sông của đội tuyển U22 Philippines đã có một hiệp 1 đầy vất vả. Và chính bản thân cầu thủ này cũng đã mắc những sai lầm, có thể nói là sơ đẳng. Những pha bắt bóng bổng của A Sông ít nhiều vẫn chưa mang tới sự an tâm dành cho đội tuyển U22 Philippines. Và đó cũng là một yếu tố mà chúng ta có thể khai thác. Đó là tình huống làm tường của Trần Đức Nam. Tùng Quốc. Cảm giác bóng trên sân cỏ nhân tạo quả thực là rất khác so với sân cỏ tự nhiên. Và nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cách chơi của đội tuyển U22 Việt Nam, dù chúng ta đã cố gắng để thích nghi được với mặt sân này ở trong thời điểm tập huấn trước giải cũng như trong thời gian có mặt tại Campuchia. Hữu Thắng. Đường mở bóng chính xác của Hữu Thắng dành cho Tùng Quốc. Tùng Quốc chính là một trong những cầu thủ đã tạt bóng có thể nói là tốt nhất bên phía U22 Việt Nam ở trong 45 phút đầu tiên.
Phạt hành hậu. Vai trò của phạt hành hậu trong hiệp 1 của trận đấu là khá mờ nhạt. Đây là cầu thủ được các chuyên gia bóng đá của Học viện bóng đá Hoàng Gia Lai Arsenal GMG đánh giá rất cao. Anh cùng lứa với các cầu thủ rất nổi ở giai đoạn hiện nay như là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn. Nhưng cùng với thời gian, trong khi các đồng đội ngày càng trưởng thành ở các lứa đội tuyển U23 hay đội tuyển quốc gia thì phạt hành hậu lại có phần khá chìm. Phan Thanh Hậu là cầu thủ đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực của sự kỳ vọng khi được tờ báo Guardian của Anh bình chọn là một trong 40 tài năng trẻ của bóng đá thế giới. Đó là cái bóng mà cầu thủ này đã phải mang theo mình trong suốt những năm vừa qua. Cơ hội dành cho Thanh Hậu. Đó là cú đá của Thanh Hậu, cú đá đầu tiên của số 17. Động tác khống chế bóng và qua người là rất tốt, nhưng đáng tiếc cho tình huống cứa lòng trong chân trái của Phan Anh Hậu. Sẽ có quả đá phạt dành cho cao thủ U22 của Philippines và đây có thể được coi là cơ hội tốt nhất dành cho cao thủ Philippines kể từ đầu trận. Người đã có pha qua người và khiến cho cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam phạm lỗi đó là The Breaker. Chúng ta hãy cùng xem lại. Người bị thổi phạt chính là Tùng Quốc. Một cự ly đá phạt, một góc sút rất lý tưởng để cho cao thủ U22 của Philippines có thể nghĩ về bàn mở tỷ số. Đứng trước quả đá phạt là tiền vệ cánh Bolangan. Một cự ly đá phạt hoàn toàn thích hợp với một cú sút thẳng thay vì một tình huống treo bóng vòng hay phối hợp chiến thuật. Bolangan đang ngắm góc sút rất kỹ, rất nguy hiểm và tỷ số đã mở cho cao thủ U22 Philippines. Dù cho thủ môn Phan Văn Biểu đã chạm được tay vào bóng nhưng cú sút của Bolangan là rất tốt. Đây là một bất ngờ lớn khi mà đội bóng bị đánh giá thấp hơn, đó là U22 Philippines đã có được bàn thắng mở tỷ số và nó chắc chắn sẽ khiến cho cao thủ U22 Việt Nam của chúng ta sẽ cần phải đẩy cao tốc độ của trận đấu và cần phải phát huy được những lợi thế của mình trong việc ít nhất là tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Đúng là sự nghiệt ngã của bóng đá khi mà đội tuyển U22 Việt Nam không tận dụng được cơ hội. Và giờ đây thì chúng ta đã bị cao thủ U22 Philippines dẫn trước. Chỉ trong một cơ hội có thể nói là cực kỳ hiếm hoi kể từ đầu trận đấu đến giờ thì cao thủ U22 Philippines đã có được bàn thắng mở tỷ số. Đó là một tình huống đánh đầu không chính xác nữa. Người dứt điểm là Văn Hậu. Thanh Hậu đã có khá nhiều cơ hội ở trong những phút đầu tiên của hiệp 2. Trước đó là một tình huống qua người và dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng của cao thủ U22 Philippines. Cú đá phạt rất hiểm hóc. Quả khó chấp nhận đối với đội tuyển U22 Việt Nam, chứ đừng nói tới việc chúng ta đang bị dẫn bàn. Chúng ta cùng xem là trong thế khó, trong thế bị dẫn bàn thì các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ thể hiện mình ra sao đây? Ở bảng đấu này, ngay trước khi giải đấu khởi tranh thì đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta và đội tuyển U22 Thái Lan được đánh giá là hai đội sẽ chiếm lĩnh những suất của bảng đấu góp mặt ở vòng bán kết. Thanh Sơn, Hữu Thắng. Dù sao thì thời gian của hiệp 2 vẫn còn rất nhiều và chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng để cao thủ U22 Việt Nam có thể triển khai một bộ mặt tươi sáng hơn và giúp cho chúng ta có được khởi đầu thuận lợi tại giải U22 Đông Nam Á. Trên băng ghế huấn luyện, trên băng ghế dự bị thì huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng còn rất nhiều những phương án để có thể sử dụng ở trong phần còn lại của hiệp 2. Xuân Tú.
Vấn đề mấu chốt của đội tuyển U22 Việt Nam đó chính là khả năng tận dụng cơ hội. Chúng ta vượt trội rất nhiều so với đối thủ về thời gian kiểm soát bóng, về số cơ hội dứt điểm, nhưng về hiệu quả thì lại quá thấp. Trong bàn thua của đội tuyển U22 Việt Nam, ngoài việc Bolongan có được cú sút tốt thì đó cũng là một tình huống mà thủ môn Phan Văn Biểu đã cản phá không tốt. Anh đã đoán đúng hướng, đã chạm được cả hai tay vào bóng nhưng lại không thể đẩy bóng đi vào xa hoặc đi ra bên ngoài. Tùng Quốc, Hiếu Thắng, thủ môn A Sông và các cầu thủ khác ở hàng phòng ngự của đội tuyển Philippines không phải là có một ngày thi đấu xuất sắc, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của đội tuyển U22 Việt Nam đang thực sự là một vấn đề lớn. Bàn thắng mở tỷ số đang giúp các cầu thủ U22 Philippines thi đấu tự tin hơn. Đây là một tình huống phản công của cầu thủ áo trắng, rất tự tin. Đó là pha đi bóng và dứt điểm của người đã mở tỷ số, đó là Bolongan. Đúng là trong bóng đá, khi mà tâm lý đã thoải mái thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vừa rồi là một trong số những pha bóng hiếm hoi mà chúng ta thấy là các tiền vệ của đội tuyển U22 Philippines đã có thể tự tin đi bóng và dứt điểm. Đó chính là tình huống xử lý và dứt điểm của cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu, tiền vệ Bolongan. Vẫn là những nỗ lực tạt bóng bất thành của cầu thủ U22 Việt Nam. Không biết là trong những phút sắp tới thì huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn có đưa ra những điều chỉnh hay không. Bởi trên ghế dự bị thì chúng ta vẫn còn những tiền đạo biết chớp thời cơ rất tốt. Có thể kể đến những cầu thủ như Trần Danh Trung, tiền đạo đã nổi danh từ các giải bóng đá U19 quốc gia với khả năng chớp thời cơ. Thật may mắn khi trong những thời điểm khó khăn như thế này thì cầu thủ U22 Việt Nam vẫn đang nhận được sự động viên rất lớn đến từ cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân vận động Olympic ở Phnom Penh, Campuchia. Thời gian còn lại vẫn còn rất nhiều. Vấn đề quan trọng là cầu thủ của chúng ta cần phải giữ được sự bình tĩnh và quan trọng nhất đó là khả năng dứt điểm hiệu quả. Hữu Thắng, Xuân Tú, Bảo Toàn, Thanh Sơn. Có lẽ vừa rồi bóng đã chạm tay của một cầu thủ bên phía U22 của Philippines. Dường như là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có sự thay đổi người, và đúng như vậy. Cầu thủ mang áo số 19 đó là Trần Danh Trung, cầu thủ mà chúng tôi vừa nhắc đến, đã được tung vào sân. Và người rời sân là Trần Bảo Toàn. Một sự thay đổi để hướng đến khả năng dứt điểm, khả năng kết thúc của cầu thủ U22 Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Salvador Salvation đang có được một kết quả đầy bất ngờ, một kết quả mà không ai nghĩ đến trước khi bóng lăn. Một chút may mắn cùng với khả năng tận dụng tốt cơ hội đã giúp cho đội bóng áo trắng có được lợi thế dẫn trước so với đội tuyển U22 Việt Nam trong một trận đấu mà các tiền đạo của đội bóng áo đỏ đã thi đấu không thực sự tốt.
Tiếp theo sẽ là một quả đá phạt dành cho U22 Philippines. Người bị phạm lỗi là Bolongkan. Thời gian càng trôi qua thì những áp lực sẽ lại càng lớn hơn đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. U22 Việt Nam bước vào trận đấu với vị thế của đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Thực tế thì trong vòng 1 chúng ta đã chứng tỏ được điều đó. Ngoại trừ điều duy nhất, điều cần thiết nhất đó là bàn thắng thì chúng ta lại chưa làm được. Và trong vòng 2 thì bất ngờ đã xảy ra. Cú đánh đầu phá bóng lên là của Thanh Sơn. Winhofer. Văn Đạt. Việt Anh. Văn Xuân. Sau khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, các cầu thủ Philippines đã vây sát rất nguy hiểm. Người đã có tình huống dứt điểm có lẽ là Winhofer. Những tình huống triển khai bóng không tốt ở bên phần sân nhà đang khiến cho đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào những tình huống phản công của cao thủ U22 Philippines. Tình huống dứt điểm vừa rồi của cao thủ Philippines xuất phát từ một pha chuyền hỏng của một cầu thủ bên phía đội tuyển U22 Việt Nam. Tình huống mà Xuân Tú đã khống chế bóng không tốt. Những tình huống xử lý bước một vẫn đang là điểm yếu của cao thủ Việt Nam. Tùng Quốc đánh đầu. Pha chạm bóng của Đức Nam. Bóng vẫn còn. Nỗ lực của Hữu Thắng. Đến lúc này thì có thể nói là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chơi với 3 cầu thủ như một tiền đạo. Trần Danh Trung cùng với Trần Đức Nam cũng như Lê Xuân Tú là những cầu thủ có thể đá được ở vị trí số 9 và sẽ liên tục tạo ra những áp lực về phía khung thành của U22 Philippines. Thành Hậu. Cơ hội. Nỗ lực đưa bóng vào không thành công của Hữu Thắng. Ông sẽ lại tiếp tục có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Ở trong trận đấu ngày hôm nay và đến thời điểm này không hề có một dấu hiệu nào cho thấy sự chênh lệch về thể lực của cao thủ hai bên. Và về tỷ số thì cao thủ U22 Philippines đang làm tốt hơn so với cao thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Sau khi có được bàn mở tỷ số, ban huấn luyện của U22 Philippines đã chỉ đạo cầu thủ áo trắng đá vây giáp và theo sát với cầu thủ của U22 Việt Nam. Đường chuyền của Danh Trung, phá Thanh Hậu, Tùng Quốc. Tốc độ tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam là chưa cao. Những tình huống triển khai của chúng ta vẫn có thể nói là khá chậm và khiến cho đội tuyển U22 Philippines có đủ thời gian để có thể lùi về tổ chức phòng ngự. Văn Xuân. Không thể có cú dứt điểm cho Văn Xuân. Cần nhiều hơn những pha phối hợp ở trung lộ nhanh như vừa rồi để có thể tạo ra sự xáo trộn nơi hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Philippines. The Breaker. Jarvis. Trọng tài xác định là bóng không chạm tay của cầu thủ bên phía đội tuyển U22 Việt Nam. Thêm một sự điều chỉnh nữa của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Trần Đức Nam là người rời sân để nhường vị trí cho Lê Minh Bình. Sự thay đổi người thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay của đội tuyển U22 Việt Nam. Lê Minh Bình là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai.
và là một người có nền tảng kỹ thuật rất tốt. Minh Bình có lối chơi tương đối giống với Văn Toàn và sẽ là một phương án mang tới được nhiều sự đột biến ở trong những phút còn lại của trận đấu. Tùng Quốc rất khó khăn. Bàn huấn luyện của cao thủ U22 Philippines yêu cầu trọng tài phải rút ra một tấm thẻ vàng cho cầu thủ của U22 Việt Nam. Chúng ta có thể nghe rất rõ. Đây là pha bóng, nếu như trọng tài rút thẻ đối với Hiếu Thắng thì đó cũng không phải là một điều gì oan uổng. Nhưng rất may là tiền vệ trung tâm áo số 15 của chúng ta đã không phải nhận thẻ. Đây là phút 20 của hiệp thi đấu thứ hai. Đội tuyển U22 Việt Nam vẫn đang chiếm lĩnh thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, điều mà chúng ta rất cần đó là bàn thắng thì lại không tới, mà bàn thắng lại tới với cầu thủ U22 của Philippines. Việt Anh, Văn Xuân, rất nguy hiểm. Trái bóng đã trôi đi cùng với niềm hy vọng của các cổ động viên U22 Việt Nam. Thế nhưng cuối cùng thì bàn thắng lại không đến. Ngay sau khi có mặt trên sân ít phút thôi thì Lê Minh Bình đã lập tức để lại dấu ấn. Và một lần nữa chúng ta lại thấy được khả năng ra vào không hợp lý của thủ môn A Song bên phía U22 Philippines. Tất cả chúng ta đã hy vọng vào tình huống này. Đó là một tình huống mà Minh Bình đã cố gắng đưa bóng một cách thật nhạy cảm, vượt qua thủ thành A Song. Hy vọng cho những phút sắp tới với những cầu thủ chơi kỹ thuật và tốc độ như Lê Minh Bình được tung vào sân thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ sớm có được bàn thắng gỡ hòa. Vừa rồi là một pha bóng mà Limbo, đội trưởng của đội tuyển Philippines, đã quan sát không tốt. Nếu anh chuyền bóng vào trung lộ thì đã có một tình huống đối mặt dành cho người đồng đội của mình. Rất hay. Bologna. Việc dâng cao tấn công cũng khiến cho cao thủ U22 Việt Nam để lộ nhiều khoảng trống hơn ở bên phần sân nhà. Và đó là lúc mà hàng phòng ngự của chúng ta sẽ bị thử thách nhiều hơn. Thanh Sơn. Đây là trận đấu mà cầu thủ U22 Việt Nam đang rất thiếu những tình huống chọc khe, những tình huống khai thác vào khoảng trống giữa vị trí trung vệ và hậu vệ cánh của cầu thủ U22 Philippines. Cầu thủ đang bị đau bên phía U22 Philippines đó chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số trong trận này, tiền vệ Bolongan. Trọng tài cho tạm dừng trận đấu và có lẽ sẽ cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế đối với tiền vệ cánh phải của cầu thủ U22 Philippines. Trước khi bóng lăn, rất nhiều người tin là đội tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam sẽ dễ dàng có được chiến thắng trước đối thủ, thậm chí là thắng đậm. Nhưng đến thời điểm này thì các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn hoàn toàn bế tắc trong khâu dứt điểm. Thời gian còn lại vẫn còn rất nhiều. Khoảng cách chỉ là một bàn và nếu như tận dụng tốt những cơ hội mà mình có được thì đội tuyển U22 Việt Nam vẫn có thể nghĩ về cuộc đua ngược dòng trước đội tuyển U22 Philippines ở trận đầu ra quân của mình. Được chọc khe rất hay. Dứt điểm. Không vào. Cú dứt điểm cuối cùng đó là của Lê Minh Bình. Trước đó là một đợt chọc khe có lẽ là của Phan Thanh Hậu. Bây giờ thì đội tuyển U22 Philippines mới có sự thay đổi người đầu tiên. Và người chuẩn bị được tung vào sân đó là Mark Dato. Mark Dato sẽ vào sân để thay thế cho The Breaker,
cầu thủ chạy cánh của đội tuyển U22 Philippines. The Breaker chính là người đã mang về tình huống đá phạt dẫn tới bàn thắng của cao thủ U22 Philippines. Đây là tình huống nguy hiểm trước đó của đội tuyển U22 Việt Nam. Với người dứt điểm đầu tiên đó là Trần Danh Trung, cầu thủ mới được tung vào sân. Đội tuyển U22 Việt Nam đúng là cần phải lạnh lùng và sắc sảo hơn nữa ở trong những tình huống quyết định. Vừa rồi là cú phá bóng ra của trung vệ Christian. Sau khi được sự chăm sóc của các nhân viên y tế thì tiền vệ Bolongan đã quay trở lại sân. Cơ hội dành cho cầu thủ áo trắng. Magnato. Vẫn là Magnato. Magnato đã ngã nhưng không có penalty dành cho cầu thủ U22 Philippines. Đó là pha xử lý ấn tượng sau khi vào sân của cầu thủ áo số 17, Magnato. Các cầu thủ và ban huấn luyện của U22 Philippines vẫn tỏ ra không hài lòng khi mà Magnato trước đó đã ngã trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi vang lên, tức là không có penalty dành cho U22 Philippines. Còn đây là tình huống mà trọng tài đã thổi phạt đối với pha tranh cướp bóng của Winhofer. Và có đúng lúc này thì ông đang cho cầu thủ của hai đội có thời gian để tiếp nước. Những khoảng thời gian rất quý giá để cho huấn luyện viên của hai bên có thể truyền đạt những ý tưởng ở trong khoảng hơn 20 phút cuối cùng của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại tình huống gây tranh cãi này. Theo chúng tôi, đây là tình huống mà trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt penalty khi mà cầu thủ mang áo số 17 bên phía U22 của Philippines, người mới được tung vào sân, đó là Magdato, đã có một tình huống đi bóng rất khó chịu. Danh Trung đang hoạt động rất tích cực kể từ khi được tung vào sân. Một tình huống cố định dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Và sẽ là một cơ hội. Trong hiệp 1 thì rất nhiều những pha bóng từ những tình huống đá phạt góc, đội tuyển U22 Việt Nam đã tạo ra sóng gió về phía khung thành của U22 Philippines. Thanh Hậu sẽ là người thực hiện cú đá phạt. Đánh đầu. Tuyến 2. Cơ hội. Không vào. Nhưng cuối cùng thì đã có lỗi việt vị của cầu thủ U22 Việt Nam. Đó là tình huống việt vị của Lê Minh Bình. Những tưởng là Lê Minh Bình đã có một thời cơ có thể nói là thuận lợi nhất kể từ đầu trận đấu thì trọng tài đã thổi phạt việt vị. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội với cú dứt điểm ở ngoài vòng cấm của Hữu Thắng. Có một điểm chung trong hầu hết những cú dứt điểm của đội tuyển U22 Việt Nam kể từ đầu trận thì đều là những cú dứt điểm có lực không tốt. Những cú dứt điểm với lực căng luôn là rất cần thiết để có thể mang về bàn thắng trực tiếp hoặc có thể mang tới cơ hội cho các đồng đội băng vào sút bồi. Nhưng đội tuyển U22 Việt Nam đang thiếu điều đó. Có thể điểm tiếp xúc bóng ở trên mặt sân cỏ nhân tạo là khác rất nhiều so với sân cỏ tự nhiên và nó ảnh hưởng đến khả năng dứt điểm của cầu thủ bên phía đội tuyển U22 Việt Nam.
Đưa bóng vào trong. Của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã mang lại tác dụng. Trần Danh Trung đã mang tới bàn thắng gỡ hòa dành cho đội tuyển U22 Việt Nam với một pha dứt điểm chính xác. Và cái ôm này chính là câu trả lời mà huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng như Trần Danh Trung mang tới dành cho đội tuyển U22 Philippines. Những sự điều chỉnh về mặt nhân sự của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã phát huy tác dụng. Sau một cơ hội chút nữa đã mang tới bàn thắng cho mình tỷ số của Lê Minh Bình, thì vừa rồi một sự thay đổi người khác của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn, đó là Danh Trung đã lên tiếng. Hy vọng rằng bàn thắng của mình tỷ số 1 đều sẽ giúp cho tinh thần thi đấu và khả năng phối hợp của các cầu thủ U22 Việt Nam được cải thiện trong khoảng hơn 15 phút còn lại. Chắc chắn là các cầu thủ của chúng ta không chấp nhận một kết quả hòa và sẽ muốn kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ra quân tại giải vô địch U22 năm nay. Cơ hội, Minh Minh! Vẫn là Minh Bình. Ok, không chạm vô. Ừ. Hữu Thắng. Ừ, rất bình tĩnh, dứt điểm. Cướp vào, bóng rơi ra ngang. Đó là cú dứt điểm của Phan Thanh Hậu. Chúng ta đang cần những pha phối hợp và sự tự tin như thế này. Vừa rồi thì may mắn đã mỉm cười với cầu thủ U22 của Philippines. Minh Bình. Sau khi có được bàn thắng cơ hòa, tâm lý thoải mái và một tinh thần thi đấu đang dâng cao. Khả năng chọn vị trí rất tốt và tung ra những cú dứt điểm đơn giản nhưng hiệu quả. Cuối cùng thì những pha tấn công biên của đội tuyển U22 Việt Nam cũng mang lại tác dụng. Phải nói rằng đó là một tình huống phối hợp rất hay ở biên. Đường căng ngang của Lê Văn Xuân cũng là cực kỳ thuận lợi. Bàn thắng của Danh Trung cùng với cú đá của Thanh Hậu đang khiến cho không khí trên sân vận động Olympic ở Phnom Penh, Campuchia trở nên sôi động hơn rất nhiều. Sức sống đã đến với cầu thủ U22 Việt Nam. Và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có được điều này ở trong những phút còn lại. Văn Xuân sẽ thực hiện luôn một tình huống đá phạt góc. Tiếp vì hai bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Và từ thế bị dẫn bàn bây giờ thì đội tuyển U22 Việt Nam đã dẫn bàn lại trước đối thủ. Một cú dứt điểm không căng nhưng rất hiểm của Lê Minh Bình. Cả hai cầu thủ được huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tung vào sân từ băng ghế dự bị đều đã ghi bàn. Rất tuyệt vời. Một tình huống mà Lê Minh Bình cũng cho thấy được khả năng chấp thời cơ mình. Đúng là bóng tự tìm đến cái đôi chân của Minh Bình và cầu thủ mang áo số 7 bên phía đội tuyển U22 Việt Nam đã làm phần việc còn lại một cách gọn gàng để giúp cho chúng ta đảo ngược thế trận chỉ trong ít phút. Nhưng cũng phải nói rằng là có được lợi thế dẫn bàn đến thời điểm này thì đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đã may mắn khi thoát một quả penalty. Trọng tài Khun Virak, trọng tài của nước chủ nhà của giải đấu năm nay, trọng tài người Campuchia, đã không thổi phạt trong tình huống mà Mark Danto đã đột phá đầy tự tin trong khu vực cấm địa trước khung thành của thủ môn Văn Biểu và bị phạm lỗi nhưng tiếng còi không cất lên. Bây giờ thì cầu thủ U22 Philippines lại là những người phải vội vàng hơn. Mark Danto, cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2, đang hối thúc các đồng đội dâng cao hơn nữa ở trong những phút cuối cùng của trận đấu. Và tiếp tục là sự điều chỉnh bên phía cầu thủ U22 Philippines. Cầu thủ mang áo số 8 đó là Bolongan, người ghi bàn mở tỷ số, sẽ rời sân. Và vào sân là cầu thủ mang áo số 18, Rico Andes,
Văn Xuân. Cao thủ U22 Việt Nam đã giải về tốt cho tình huống phạt góc của đội tuyển U22 Philippines. Với một thế trận như thế này, chắc chắn là cầu thủ U22 Việt Nam sẽ quyết tâm để tiếp tục có thêm bàn thắng, tiếp tục nới rộng cách biệt để tạo ra một sự an toàn hơn cho mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ra quân. Đã có lỗi kê chân, quả đá phạt dành cho cầu thủ U22 của Philippines. Với những cầu thủ có chiều cao tốt thì U22 Philippines cũng đang rất hy vọng vào những tình huống đá phạt như thế này. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã phát huy tác dụng một cách tuyệt vời ở trong thời gian của hiệp 2. Và giờ đây nhiệm vụ của các học trò của ông đó là bảo toàn mảnh lưới và ghi thêm những bàn thắng để chắc chắn có được 3 điểm trọn vẹn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Phan Văn Biểu đã bắt bóng tốt. Hãm lại. Ừ. Xả đi. Ừ. Tình huống phản công dành cho U22 Việt Nam. Đáng tiếc là bóng đã không thể thuộc về một cầu thủ áo đỏ ở trong tình huống trước đó. Văn Xuân. Thanh Sơn sút ra. Cú sút đúng vào vị trí của thủ môn A Song. Sự tự tin đang đến với cầu thủ U22 Việt Nam. Sau khi dẫn trước thì cầu thủ của chúng ta đã có thể thi đấu một cách thoải mái hơn. Và Thanh Sơn cũng đã có thể tự tin tung ra một cú sút xa như thế này. Những cú đá đã có lực tốt hơn rất nhiều so với hiệp 1. Đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đang dẫn bàn trước đối thủ nhưng khoảng cách chỉ là một bàn, không phải là một khoảng cách an toàn cho mục tiêu giành được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ra quân. Đấy! Thành trung. Pha khống chế bóng không tốt của cầu thủ mang áo số 19. Tùng Quốc. Chúng ta cần phải có thêm ít nhất một bàn thắng nữa để có thể chắc chắn hơn cho mục tiêu giành chiến thắng. Đường chuyền của Limbo. Văn Xuân. Thanh Sơn. Đường chuyền rất khó hiểu của Lê Xuân Tú. Và một cầu thủ của đội tuyển U22 Philippines đang nằm sân, đó là trung vệ Grison. Nhiều cầu thủ bên phía đội tuyển U22 Philippines đang có dấu hiệu bị chuột rút. Đội tuyển U22 Philippines đã hết quyền thay đổi người và nếu như Grison không thể tiếp tục thi đấu được nữa thì cầu thủ Philippines sẽ phải chấp nhận thi đấu thiếu người. Ba cầu thủ từ băng ghế dự bị của U22 Philippines đã được tung vào sân, đó là Ibale, Andes và Magdato. Chúng ta vừa được xem lại tình huống dứt điểm rất khéo nhưng rất hiểm của Minh Bình mang về bàn thắng thứ hai cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu này. Tình huống mà bóng đã tự tìm đến chân của Lê Minh Bình. Và phần việc còn lại của cầu thủ áo số 7 có thể nói là tương đối đơn giản. Trong những cơ hội như vừa rồi thì sự khéo léo lại hiệu quả hơn so với khả năng tung ra những cú dứt điểm có lực. Một cú vẩy cổ chân rất dẻo của Lê Minh Bình đã giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu tiên trong trận này có được lợi thế dẫn bàn. Đối thủ ở lượt trận thứ hai vòng bảng của đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta là U22 Timor-Leste. Đó tiếp tục là một trận đấu mà giới chuyên môn đánh giá cao thầy trò huấn luyện viên Quốc Tuấn so với đối thủ. Nếu như trận đấu này chúng ta kết thúc với 3 điểm trọn vẹn thì cũng nhiều khả năng ở lượt trận thứ hai U22 Việt Nam sẽ làm được điều đó trước
U22 của Timor-Leste và trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển U22 Thái Lan ở vòng bảng sẽ có tính chất phân định ngồi đầu bảng. Bóng không tới được vị trí của Danh Trung. Tình huống tấn công của cao thủ Philippines. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ môn Phan Văn Biểu. Khi triển khai một lối chơi với tốc độ cao hơn thì khoảng trống cũng mở ra nhiều hơn dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Thời điểm này thì cao thủ U22 Philippines cũng đã thi đấu cởi mở hơn rất nhiều so với 45 phút đầu tiên cũng như thời điểm mà họ còn đang dẫn trước. Đường chuyền tốt. Thanh Hậu. Lối kéo người của Minh Bình. Trong khoảng 15 phút vừa qua, pha Thanh Hậu đã xuất hiện nhiều hơn ở bên hướng đối diện so với những gì mà anh đã hoạt động kể từ đầu trận. Và trong hiệp 2, khả năng dứt điểm của Phan Thanh Hậu cũng đã tốt hơn, trong đó đáng chú ý nhất là cú sút dội sang ngang khung thành của thủ môn A Song. Andes, đây là một trong ba cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị của U22 Philippines trong trận đấu này. Winhofer. Trận đấu đang trôi về những phút cuối cùng. Đây là phút thứ 87 rồi và hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ cần phải làm việc rất tập trung trong những phút còn lại. Đây là thời điểm mà khâu ghi bàn không còn được ưu tiên số 1 nữa và chúng ta cần phải chắc chắn trong khâu phòng ngự. Không có gì khó khăn cho khung thành của thủ môn Phan Văn Biểu. Trong số 3 thủ môn của đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải đấu này thì Phan Văn Biểu không phải là người có chiều cao tốt nhất, nhưng anh lại được lựa chọn bất chính. Xuân Tú. Tuyến hay. Dứt điểm. Cú dứt điểm với lực quá nhẹ. Cú đá trước đó thuộc về Lê Văn Xuân với một tình huống làm tường của Lê Xuân Tú. Bóng đã ở bên ngoài sân và chúng ta chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng. Người chuẩn bị được tung vào sân là Tống Anh Tỷ. Tống Anh Tỷ sẽ vào sân để thay thế cho Lê Xuân Tú. Một trận đấu mà số 9 của U22 Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa có duyên ghi bàn. Như vậy là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã rút bớt ra một tiền đạo. Đường chuyền vừa rồi là của Winhofer. Văn Biểu. Sẽ là rất đáng tiếc nếu như chúng ta không thể kết thúc trận đấu này với việc có được 3 điểm trọn vẹn. Điều đó giờ đây đang đến rất gần đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Sẽ là một tình huống ném biên rất mạnh vào trong vòng cấm của cao thủ U22 Philippines. Một tình huống mà thủ môn Văn Biểu cũng như cao thủ phòng ngự của chúng ta phải thi đấu thực sự tập trung. Như vậy là trọng tài bắt lỗi để bóng chạm tay của cầu thủ bên phía U22 Philippines. Trận đấu chuẩn bị bước vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Thời điểm này thì cao thủ U22 Việt Nam có thể nói là đã chơi đùng đỉnh hơn.
khống chế rất hay. Đó là tình huống khống chế của Tống Anh Tỷ, người mới được tung vào sân. Được đánh giá rất cao ở bảng A, nhưng rõ ràng đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Ngô Quốc Tuấn đã khởi đầu chiến dịch khá vất vả. Bóng vừa chạm vào đầu của Tùng Quốc. Hiệp 2 được bù giờ 4 phút. Trọng tài xác định không có tình huống phạm lỗi của cao thủ U22 Philippines. Cơ hội phản công dành cho đội bóng áo trắng. Andes. Nguy hiểm. Pha xoay người và dứt điểm cuối cùng là của Windhofer. Sau nỗ lực ngăn chặn vừa rồi thì trung vệ Việt Anh đã bị đau. Việt Anh cũng như Windhofer đều đang phải nằm trên sân. Trung vệ mặc áo số 20 của đội tuyển U22 Việt Nam đã mang cả thân mình ra để ngăn cản cú đá của Windhofer. Nhưng rất may là cầu thủ mặc áo số 20 của đội tuyển U22 Việt Nam đã có thể đứng dậy. Việt Anh chính là một trong những trung vệ tốt nhất mà đội tuyển U22 Việt Nam đang sở hữu cho đến lúc này. Vừa có chiều cao tốt 1m84, cùng với đó là lối chơi thông minh. Trong các trận đấu tại vòng chung kết U19 châu Á năm ngoái, khi mà Đặng Văn Tới đã bị chấn thương thì Việt Anh chính là đội trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam. Cầu thủ này cũng là trụ cột của câu lạc bộ Hà Nội B, giành ngôi Á quân tại giải hạng nhất quốc gia năm ngoái và bây giờ là câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những phút cuối cùng của trận đấu, pha xử lý tầng bóng để qua người không thành công của Windhofer. Jarvis, cầu thủ Philippines vẫn đang rất quyết tâm để tìm kiếm bàn thắng. Andes, thêm một tình huống mà Việt Anh đã nỗ lực để có thể phá bóng. Trung vệ số 20 đang thi đấu lăn xả trong những phút cuối cùng của trận đấu này. Đúng là không khó để thực hiện những tình huống xoạc bóng ở trên mặt sân cỏ nhân tạo, mà Việt Anh đã làm những gì tốt nhất có thể. Tình huống phá bóng không tốt vừa rồi là của trung vệ Van Đạt. Nó giúp cho cầu thủ U22 Philippines có được một quả phạt góc. Thời gian đá bù giờ của U22 chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Có thể nói đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cầu thủ U22 Philippines. Và cũng sẽ là pha bóng cuối cùng mà hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam phải chơi thực sự tập trung để có thể bảo toàn mảnh lưới của thủ môn Phan Văn Biểu. Người thực hiện quả phạt góc cho U22 Philippines là Ibale, một trong ba cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Khá nguy hiểm, nhưng đó là một tình huống bắt bóng tốt, rất dính của thủ môn Phạm Văn Biểu. Sóng gió đã tạm thời trôi qua trước khung thành của U22 Việt Nam. Và bây giờ chúng ta đang chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trọng tài đã nhìn đồng hồ và trận đấu kết thúc.
Đội tuyển U2 Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch tại giải bóng đá U2 vô địch Đông Nam Á năm 2019 đầy khó khăn. Chúng ta đã bất ngờ để cho đối thủ bị đánh giá thấp hơn là đội tuyển U22 Philippines có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 51 sau cú sút phạt của Bologan. Nhưng sau đó, những sự điều chỉnh về mặt nhân sự, những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị của huấn luyện Ngô Quốc Tuấn đó là Danh Trung và Minh Bình đã ghi liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút từ phút thứ 74 đến phút thứ 78 để giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng, có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đầu ra quân của mình tại bảng A của giải bóng đá U22 vô địch Đông Nam Á năm 2019. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng với màn thể hiện của U22 Việt Nam trong trận đấu này. Nhưng đây cũng là một trận đấu đang chỉ ra khả năng dứt điểm đang là một bài toán khó đối với huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và những người trợ lý của mình. Nhưng dù sao cũng xin được chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên này của đội tuyển U22 Việt Nam tại giải U22 vô địch Đông Nam Á năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật của Đài Truyền Việt Nam trận đấu đầu tiên của giải U22 vô địch Đông Nam Á năm 2019 giữa đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta và đội tuyển U22 của Philippines trong khổ của bảng A ngày hôm nay xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.